Cái này là cá thác lát hả? Thác lát cơm. Cá thác thác lát gì? Thác lát cơm. Cơm hả? Ừ. Là thác lát như thế nào? Nó có đốm chứ, mà nó có đốm. Tức là cá thác lát đốm mà tên là gọi là cá thác lát cơm. Ừ, nó là kêu thác lát cơm. Cái này là em nuôi hả? Em cặn câu trong gần dính đem về chạy thuốc đặng rồi, nó chạy lẹ dữ lắm luôn. Cái này phải em lấy giờ em bắt cho anh một con á. À, tức là cái này cá này là ở trong rừng. Trong rừng mình Trong đem. rừng. Ừ, bắt được mình đem về nuôi. Là mình nuôi đây. Ừ. Nhưng mà ở ngoài thị trường là không có đúng không? Có chứ nhưng mà nó không có được bự gì. Rồi cũng đi về. Nó thuần lắm. Nếu mà cá mà khôn là thường là người ta mua gì, người ta nuôi, người ta làm kiểng á. Wow. Là cá này là trong rừng là tự nhiên luôn hả? Rồi sao bắt được hay vậy? Em cắm câu. À, cắm câu. Ừ. Chạy trong mắt hết rồi. Mình dính được mấy con? 4 con. 4 con. Một con là khoảng ước chừng là bao nhiêu ký? Tầm 3 ký đổ lên không. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ đăng lên miệt thứ thứ 11 mà có người mua lại bán không? Kí, 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 kí. Bán chứ. Bán được không? Đang bán với giá 150 ngàn ký nè. 100 ngàn rưỡi một ký. Ừ. Đó, trời. Nó chạy nhanh lắm. Chứ. Yêu quá. Anh vừa thấy nó chạy qua đó. Dạ, cũng mới thấy nó đó. Nó khôn hả? Nó lẹ lắm. Wow. Trời nó kinh khủng vậy. Mình phải cắm câu bắt thì trong rừng về đó. Ô cái này là em may mắn lắm, em bắt được. Cái nó bự quá mà nó nhanh quá như vậy làm sao mà bắt được. Thì mình nó ăn câu mình mắc làm cây vợt không gì nè. Rồi. Rồi ok. Biết không? Nó khỏe ghê, rất chạy là khỏe. Chạy dữ lắm luôn. Thấy không?